Đầu tiên thì cái việc này liên quan tới mục đích học của bạn. Nếu các bạn muốn học chơi những cái bài hát mà có điệu trống sẵn, có những cái intro style sẵn, thì các bạn nên mua một cái keyboard hoặc là organ sáu bốn phím. Còn ngược lại, các bạn muốn chơi những cái thể loại nhạc hàn lâm, classic hay là các bài nhạc nhẹ trên YouTube các bạn có thể thấy á, đánh tiếng đàn du dương mà dài á, thì các bạn nên mua những cây piano điện 88 phím nha.